Hello, hello anh em. Chúc anh em nay 8386 kiếm được thật là nhiều lúa anh em nhá. Lại là mình đây anh em ơi. Ok anh em, ngày hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục vào cổng game, đó là cổng game mà tài xỉu thiên đường ở chơi để kiếm nai, chốt nai tham gia kiếm lúa của mình anh em nhá. Hiện tại thì cổng game tài xỉu thiên đường ở chơi đang là một cái tổng cổng game mà mình kiếm lúa thấy là khá là ngon. Đấy, khá là ngon thì cũng muốn là chia sẻ cho anh em để anh em tham gia kiếm lúa cùng với mình. Ở đây thì có rất là nhiều game như là game bài đổi thưởng hay những tựa game tài xỉu xích bo sóc đĩa bầu cua baccarat đấy, quay hũ sảnh game online bóng đá và xổ số thao của game cho anh em có thể chơi anh em ạ. Thì hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục là vào bàn tài xỉu lầu hũ này để đi cầu. Rồi trước hết là vào và thấy là chạm cầu đang rất là đẹp này, 22 à. Nhưng mình nghĩ là cầu này là trước có chạm cầu 211 rồi thì khả năng đây sẽ là cầu 2112 chứ không phải cầu 11 anh em ạ. Đấy thì tay đầu thì mình cũng nhìn sơ qua cầu đây anh em nhé, đi thăm dò xem cầu kéo đi như thế nào. Rồi ok, bú quan tài anh em ơi, quá chuẩn luôn anh em ạ, quá chuẩn, bắt quả cầu tài quá chuẩn luôn. Rồi ăn luôn cầu tài này anh em ơi, ăn luôn cho mình quả cầu tài thôi chứ còn gì nữa. Rồi sau khi mà xu hướng này về xu hướng cầu tài anh em ạ, sau khi xu hướng này về xu hướng cầu tài đây, mình quan sát này, ui vừa lại còn con tài 18 chứ, 18 xuống 17 à. Thì cái khung cầu anh em có thể thấy rằng là nó đang ở chạm cầu 212 mà hai vị tài to rồi đây, hai vị tài rất là to luôn. Thì ván này thì mình sẽ bắt về xu hướng cầu xỉu nhá, theo cầu 2112 được chưa. À, tôi là một người rất là thích theo cầu, rất là thích theo cầu luôn anh em ạ. Rồi mình sẽ vào cầu xỉu này, ok vào cầu xỉu luôn anh em ạ, vào luôn, méo tội gì đâu, méo tội gì không vào đúng không, vào luôn cầu xỉu đi anh em, vào luôn cầu xỉu đi nào, ba của ba anh em nhá, theo ba của ba. Đấy, tận dụng anh em, tận dụng cái vào cầu, tận dụng cái đi cầu là hợp lý đâu. Ok là anh em mình chốt rồi anh em ơi. À mở bát ạ. Ok này, 51 này, thấy chưa, 531 bú con xỉu anh em nhá. Đấy tại vì 17 mà 18 17 18 là hai con tài rất là to rồi nên chắc chắn là sẽ phải bẻ rồi. Đấy, vậy là nó bẻ luôn đúng không anh em, nó bẻ luôn. Rồi vậy là anh em chúng ta ăn cho mình quả cầu, đó là quả cầu xỉu đây. Đấy, ăn cho mình quả cầu đó, cả cầu xỉu rồi thì tiếp tục mình vẫn cứ theo quả cầu thôi anh em, theo quả cầu 2112 anh em nhé, đó là một tài hai xỉu, à đâu, một tài một xỉu hai. Đấy thì đây là 112 này, tiếp tục một tài hai xỉu tiếp theo cầu 112 được chưa. Đấy cứ theo cầu thôi anh em ạ, cứ theo cầu thôi, cứ theo cầu ăn chắc mặc bền anh em nhé, anh em cứ thế thôi, cứ theo cầu của tôi là được anh em ạ, nào cứ theo cầu của tôi là được anh em ơi. Rồi tôi tiếp tục để tôi đi gọi là ba củ năm tài anh em ơi, tiếp tục đi ba củ năm tài, tiếp tục đi ba củ năm tài anh em ạ, nào thoải mái đi cầu kèo thoải mái đi. Rồi bắt đầu anh em, một rồi sáu này, ok 651 bú tiếp của cầu tài anh em ơi, quá là ngon luôn đúng không anh em. Đấy xu hướng cầu quá là tuyệt vời anh em ạ, xu hướng cầu của con game thiên đường ở chơi này quá là tuyệt vời, quá là ok. Đấy rồi ăn luôn cầu tài anh em nhé, ăn luôn cầu tài đây, rồi ăn luôn cầu tài này. Bây giờ mình theo tiếp hai con xỉu nữa, đang theo cầu 112 112 mà. Đấy thì mình sẽ theo tiếp con xỉu. Ở đây cái quan trọng là con game thiên đường ở chơi này anh em phải theo cầu được chưa. Tôi không biết anh em là cao siêu như nào, soi cầu kèo như nào, nhưng mà chúng ta phải theo cầu. Đấy, không được bẻ. Đấy, ok chào, mình sẽ vào tiếp xỉu anh em nhé. Rồi thì link game mình ghi bên dưới phần comment, tải về và tham gia kiếm lúa ngay cùng với mình đi thôi anh em ơi. Đấy, tải về tham gia ngay thôi, cầu kèo rất là sướng, cầu kèo rất là dễ, tội gì mà không chơi, tội gì mà không tải game về mà tham gia hả anh em. Nào theo tiếp cầu xỉu anh em nhé, tôi lại tiếp tục ba củ tám xỉu anh em ạ, tiếp tục ăn của cầu xỉu. Nào tiếp tục ăn của cầu xỉu anh em, ba củ tám xỉu này, 33 này, ok 333 ăn tiếp cầu xỉu anh em ơi, 3333 tiếp tục ăn quả cầu xỉu rồi. Đấy ok chưa nào anh em, rất là dễ dàng luôn anh em ạ, rất là dễ dàng luôn, tưởng chừng như là không bao giờ là kiếm lúa nó dễ như này đâu anh em ơi. Nhiều anh em này chơi những cái con game rất là khó, tưởng chừng là mơ mới có những quả cầu với con game dễ như này đúng không, nhưng mà không anh em nhá, với con game trên đường mà chơi này cầu rất là dễ. Đây là 112, bây giờ mình theo 112 là tiếp tục một con xỉu nữa, đứng đúng chạm cầu 112 được chưa. Rồi và cứ vào đều lúa, hoặc là có thể là giảm dần, giảm nhỏ dần nhỏ dần. Đấy là mình chốt lúa mình nghỉ thôi anh em ạ, là mình chốt lúa mình nghỉ thôi.
Rồi tôi tiếp tục vào tiếp quả cầu xỉu anh em nhé. Tiếp tục vào hai củ năm này anh em ơi. Tiếp tục hai củ năm này. Ok chưa nào anh em? Tiếp tục anh em nhé, hai củ năm xỉu anh em ơi. Đấy, cứ nhẹ nhàng thôi anh em ạ, bình tĩnh nhẹ nhàng, bình tĩnh là nghỉ anh em ơi. Nào, hai củ năm xỉu anh em ơi. Ok là mở bát của mình này. Rồi ok, bú xỉu anh em nhé. Đấy, cứ theo cầu là ngon thôi anh em ạ. À. Đây đây, đúng cầu à. 112, 112 chưa anh em. Đấy, mình theo nguyên hai quả cầu thôi, ăn thông đâu đó là 8 tay, 6 đến 8 tay đây. Đúng không? À, 6 đến 8 tay này, đấy, hai quả cầu này thôi theo đã đôi 4 6 8 rồi. Là đã ăn 6 đến 8 tay rồi còn gì nữa anh em. Rất là ngon anh em ạ, rất là ngon. Bây giờ mình đã bắt tài, cứ bắt 112, 112 đến khi hết cầu thì thôi anh em nhé. Đến khi hết cầu thì thôi. Rồi và mình thì cũng không phải một người gọi là chơi sâu, mình cứ kiếm được lãi vài củ là mình nghỉ rồi anh em ạ. Nhưng mình không chơi sâu. Đấy thì mình sẽ làm nốt tay rồi mình nghỉ. Và chúc tất cả anh em hôm nay kiếm lúa thật là thành công và kiếm được thật là nhiều lúa 8386 với con game thiên đường vào chơi anh em nhé. Và mình sẽ hẹn tất cả anh em ở những clip sau để kiếm lãi tiếp. Đấy, cứ thế thôi anh em ạ, cứ túc tắc cái này thôi, tích tiểu thành tại rất là ngon luôn anh em ơi. Tích tiểu thành tại rất là ngon anh em nhá. Rồi ăn tiếp quả cầu tài anh em ơi. À, tiếp tục vào. Ok chưa? 29 tài này. 29 tài anh em ạ. Rồi. Đấy lại ăn tiếp cầu tài. Ăn thông luôn anh em ơi. Ăn thông luôn anh em nhé. Ăn thông luôn anh em ạ. Đây. Đấy ăn thông luôn mà anh em. Cứ thông vài bảng như này là nghỉ thôi anh em ạ. Rồi giờ thì thôi tôi nghỉ thôi. Kể cả đang ăn thông mình cũng nghỉ anh em nhé. Kể cả đang ăn thông mình cũng nghỉ. Đấy thôi, chúc anh em năm nay kiếm lúa thật là thành công và kiếm được thật là nhiều lúa. Bye bye anh em nhé. Có gì thì anh em mình sẽ lại tiếp tục cùng nhau kiếm lúa tiếp với cổng game thiên đường ngồi chơi này. Link game mình ghi bên dưới phần comment đấy. Tải game về mà tham gia kiếm lúa anh em ạ. Rồi, rất là ngon luôn.